ngày ấy ta có đủ can đảm nghị lực mà giữ con lại. Giá như ngày đó con cũng được một người nào đó cứu mang, giúp đỡ như hai em của con, thì giờ đây con đã trưởng thành rồi, cha cũng đã có cháu bồng, cháu bé. Nhưng số phận của con thật là đen đủi. Giờ đây cha ân hận vô cùng, cha đã thành kẻ tội đồ, khoác áo cà sa mà sát hại các sinh linh. Tha thứ cho cha, nghe con. Khoác y áo y nâu y sồng, thân vương đầy bụi y chân, thân khoác y áo y nâu y sồng. Tâm mi vương mà vương tội ơi, ơi à, để ngập mi tràn sân mi si, cô dứt mà chẳng nghi xong. Thần vương y vẫy bụi trần, cô dứt mà chẳng ly sâu. Tâm thấm mi đẫm mi bụi trần mi. Ẩn ni thân nơi cửa Phật ni ơi, ơi à, để dấu y che thân mi mình, sân si tràn ngập mi lòng. Miệng kinh y kệ sớm chiều, nhưng tâm nặng tục y chân. Làm hoan y ôi đạo y vàng. Dẫn đi thân vào oan nghiệt đi ơi, ơi à, để bè y hoa vinh y cành, vứt đi đoạn ruột y mình. Nơi cửa y Phật linh y thiêng, dối gian lừa Phật y trời. Tội khó y thể thử y thai. Tôi đã nói với mình bao nhiêu lần rồi, hơn 20 năm trời rồi. Dẫu sao thì chuyện cũng đã lỡ xảy ra, nay mình cứ tự giày vò mà làm gì. Cứ nghĩ rằng thời gian sẽ đưa chuyện vào dĩ vãng, nào ngờ đâu thời gian càng lớn, chuyện lại càng gần. Nhiều đêm tôi đã không ngủ, thức trắng đêm mà hối hận chuyện xưa. Thì cũng tại ông, ngày đó cứ khăng khăng đòi bắt tôi phá bỏ,
chứ lòng tôi quặn thắt ruột đau. Thì cuối cùng tôi cũng phải chiều theo ý của mình đó thôi. Không phải là mình đã chiều theo ý của tôi, mà là do tôi quyết chí giữ cho tình mẫu tử khỏi lìa xa. Thế rồi ông đã đăng tâm phó hy mặc cho đành lẻ loi đơn ly chiếc, có một mình tôi sợ xoay ấy mấy tôi. Tôi như chiếc thuyền đi trôi không bến đậu, vất vưởng mà chơi vơi. Ôi sinh con tôi chịu một đã mang thân ly kiếp mi tù hành, giam mi đầu đến mi chốn mi chốn bụi trần có được đâu. Ấy mây trong hì lòng ta nghĩ rất ly là thương ấy mây thương y nhớ nghi xót ly thương con đi mình. Ấy mây chốc hì đã bao năm rồi chuyện ngày xưa không quên được hì. Hình ảnh một hài nhi ơi, lòng tôi dây nghi dứt đi vô ý cùng. Thế rồi thân gái một mình, dẫu mọi người tôi lánh bước ra đi, sinh con ra mãi tận nơi xa, một mình vùng vẫy loay hoay, chút sơ sẩy nên hoa tàn nhị heo. Cũng bởi mình e dè trốn tránh, miệng lưỡi thế gian mà đã vô tình, để con trẻ ra đi trong oan nghiệt. Thì mình cũng phải thông cảm cho tôi. Lúc bấy giờ, tôi đã hơn chục năm trời theo thầy học đạo. Tôi phải dằn lòng núp bóng thiền tâm, trái lời Đức Phật dạy dân. Miệng kinh mõ, mà lòng không kinh mõ. Đã không có đủ trí tu hành, thì sao nhắm mắt đưa chân làm gì? Để rồi dối Phật dối tâm, như thế muôn kiếp cũng thành ra vô ích. Ôi số phận, duyên mình đầy trái ngang nghi. Tôi đi tu hành tìm nơi an phận, mong ước nghĩ làm sao tục trần quên hết, yêu phiền chứa chất bao tính toán cùng phân định thấp cao.
trần nề đang mê cam dỗ dỗ ý cạn ngăn cũng không không được nào ngẫm mà thẹn với mỗi chúng ta đều là con người bằng xương bằng thịt, chứ phải thần thánh nào đâu. Lòng vả cũng như lòng sung. Đã là con người ai chả giống ai. Tôi muốn mượn thiền môn dập lửa lòng cho tắt. Nào ngờ nước bồ đề càng tưới lửa càng to. Nhưng thôi, trong cái rủi lại có cái may mình ạ. Nếu tôi cứ tu tập nghiêm chỉnh thì làm sao nhà mình có được hôm nay. Việc tôi sân si phá giới thế mà lại hóa hay. Giờ thì tôi mãn nguyện lắm rồi. Hai đứa con trai song sinh một mái nhà êm ấm, bên người vợ hiền, hết mực nết na. Nhắc chuyện cũ mà lòng thêm hổ thẹn. Ta hái quả mà chẳng nhớ người chăm cây. Nếu không được sư thầy và mọi người giúp đỡ cứu mang thì chắc gì thằng Bình và thằng An được như hôm nay khôn lớn. Hay là nó lại chung số phận với anh của nó rồi. Nên ta mắc nợ với sư thầy. Trái oan thầy gánh chịu đến đây. Ra đi cũng không một lời không từ, ta để lại bao điều ân oan dối ren lên vai gánh tội chỉ riêng thầy. Đèn trắng từ đó đến nay cũng không phân tỏ được cho thầy. Để người cướp mi mắt trong sân thôi thôi nhắc chi chuyện buồn cái chuyện ngày xưa. Tôi xin nhắc ngay mình rằng đừng để các con nói hay chuyện này. Ta nên trốn chặt ở trong lòng. Dẫu biết sự y thế thật vôi lương, nhưng ta đã để chuyện lỡ rồi. Giờ đây chẳng y biết nói làm y sao y. Một lần ta gặp lại ân nhân, anh rể của thầy người đã đứng ra cho hai trẻ được khai sinh mang họ, đặt cho hai đứa tên Bình tên An để cầu chúc cho chúng bình yên hạnh phúc. Nay người đã về Tây Thiên chúc quốc, ta không bao giờ trả nợ được nữa đâu. Nhưng tôi thì muốn mọi người quên đi tất cả, không muốn cho các con biết về quá khứ của tôi. Một quá khứ đầy tội lỗi. Chính vì thế mà tôi mới được mẹ con mình vào tận nơi đây. Trên mảnh đất Lâm Đồng xa xôi này,
để xa hẳn cái nơi mà tôi đã mất 12 năm trời tầm sư học đạo, và cũng là nơi tôi phá giới hồi ra để đón nhận hai thằng con trai yêu quý đã mang lại hạnh phúc cho chúng ta hôm nay. Mình ơi! Gì thế mình? Tôi muốn bàn với mình một việc. Việc gì? Mình cứ nói đi. Tôi muốn đổi tên cho thằng Bình và thằng An. Sao? Sao lại phải đổi tên? Tên các con đang dùng rất đẹp và ý nghĩa mà mình. Nhưng đó là tên mi do người cha nghi đã thương đã giúp mi mẹ con em giây phút ban đầu, đã khiến cho nghĩ tôi mỗi khi nhắc gọi lại thấy trong tâm mi nghẹn ngào tủi hổ nghĩ suy. Bởi vì tôi xưa kia đã đem tay hòa y giáng xuống cho y người. Mình quá nghĩ suy như vậy thôi, xa xôi đất Bắc chốn nơi đây có ai hay mình đã sống đã tu để rồi phá rơi vào đây. Nhiều người ở quê luôn đang nghĩ rằng mình vẫn khoác áo tu mình không còn đi tu ở chùa nữa thì vẫn phải gắng tu tại gia, tại tâm, tu nhân tích đức để tạ ơn bề trên đã ban cho gia đình mình một cuộc sống an lành hạnh phúc. Mà mình định đổi tên cho con là gì nhỉ? Mình sẽ đổi tên cho thằng Bình, thằng An thành Long và Tuấn mình nhé. Vâng, Long và Tuấn cũng rất hay. Nhưng cái tên Bình và An thì mãi mãi không bao giờ phai nhạt trong tâm trí của em. Bởi nó đã ghi công người, đã góp phần tạo dựng hạnh phúc như hôm nay cho mình. Kìa mình!